Hello, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Dân Biển. Hôm nay là bữa cơm cuối cùng trên ghe 20 các bạn. Bữa cơm cuối cùng chia tay vào bán cá. Thì mình vào được 14-15 tấn như đấy. Bây giờ đang chạy vào còn khoảng 22 lý. Thì anh em đang ăn cơm. Chạy vào là ai cũng mừng các bạn. Bấm 3 mâm, ngoài này 1 mâm nữa các bạn. Dạ, ngoài này còn câu chắc 4 mâm, 1 mâm. Xuân kho, xuân cắt. Chạy vô làm gì thôi. Ăn quá đi chú. Đưa tiền của chú. Chạy vào các bạn tầm 2 tiếng nữa sẽ đến. Cơm thì chạy vào rất là nhạt nhẽo. Nói chung là ăn cá ớn, chạy vào cũng ăn ớn luôn. Cá kho, cá cắn. Hôm nay mấy bác cũng đang ăn. Đang chạy vào các bạn, anh em đánh bài. Đánh bài dài tí. Vào đến cửa biển các bạn. Bây giờ sẽ trình sổ và bắt đầu chạy lên cảng cá. Chạy lên cảng cá để cân cá các bạn. Vào bờ cập cảng các bạn ơi. Cập cảng bắt đầu làm giá xong rồi chạy bạt này. Chạy bạt. Đưa cá lên các bạn, đưa cá lên để làm giá. Giá tỷ lệ xem bao nhiêu rồi bắt đầu mà cân. Cao thì cân mà giá rẻ thì cân cho người khác. Đấy, như vậy anh em đang ngồi chơi bia các bạn, thì đừng ngâm bia. Các bạn sau khi làm giá xong xuôi rồi các bạn thì sẽ bán solo một kẹt kia thì 24 ngàn solo các bạn. Chỉ một kẹt như vậy là tương đối tiền. Bây giờ sẽ bọc lên. Thì mình có 1, 2, 3, 4, 5, 5 hầm. Mình sẽ bọc 2 hầm này trước. Bọc từ lên trên kia các bạn, có thư ký ngồi đến. Nè, cái cổ hoàn đang được. Hiện tại thì đây một hầm các bạn, bên kia một hầm nữa. Còn hầm giữa này thì chưa bóc. Bóc các bạn, đây là anh ra. Đang uống bố hút. Đại giá đây các bạn, đại giá đây. Ở dưới bọc 3 hầm luôn các bạn. 1, 2, 3. Chưa chắc đi. Nó không lỡ đấy không, nó cần là cần sợ lất lâu lắm. Đi, hầm bên này các bạn này, hầm bên này rặt này. Này ơi, để cho nó vào tay. Đi đi ơi, chúng ngồi dưới nhau vào tay chứ nè. Quay bạc chứ, quay bạc ra bảo đó, đi lên bảo đó. Đợt này lên bảo rồi. Lo thì lo thì lo thấy đi. Lo thấy lo. Lo đi.
không biết họ đâu mà các bác biết. Phải chưa đó. Cái bãi cho một cái không biết nữa. 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 Không một bao hôm luôn các bạn, máu để ra khơi đánh cá tiếp, cá đang chơi ngoài. Cá thì mình bọc lên các bạn, bọc hôm nay thì đến hôm cá rồi đưa lên đến nay nâu sẽ cấp đông, một đá cấp đông các bạn. Bọc như thế này thì nhanh, rất là nhanh. Mô làm việc chuyên nghiệp các bạn, làm theo phần băng chuyên, cái này đưa lên, cái này bóc, chuyên qua các bạn, chuyên khi nào đến lên xe này thôi nè, xe này xe đóng lạnh. Hôm nay gần hết rồi các bạn, còn vài kẹt nữa là hết. Đây luôn đấy, này lấy đây ngâm biểu luôn đấy. Như vậy là hôm nay là hết các bạn. Ăn chu đã nhảy lên. Đổi sang hai hôm bên này. Giờ chuyển qua hôm nay các bạn. Hôm số 3. Đây 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 vất xuống. Đây. Cái này cái
đó của thằng Nhiên, nếu quá của lát đáy á. Luôn đi một chuyến, chứ cái thằng này chỉ đông tôi muốn là thôi. Ôi, nó đang cái bị giả đến đây. Không mang đó. Không mang đi. Cái, cả đấy. Hôm nay hết rồi các bạn, bây giờ đầy lại, đầy nắp lại. Bạn rất bên lại đấy. Chú giải đúng rồi. Chú giải vào đây. Nếu mà bạn đáo luôn thì bạn chạy con đóng luôn đi. Thôi bạn đâu, không có chủ 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 này đây không đấy. Ê, đi thôi đấy. Cô đông này nó không đau lắm, mình chịu đau. Nói cho mình sẽ đang xây xuống lại. Cho các bạn cho anh kia cá, anh kia ra xin cho luôn. Người các bạn đang chờ xe vào để bóc tiếp làm nhôm đã. Bia là các bạn, bia ạ. Mời mọi người nha. Đang bóc các bạn đấy. Máy gần hết pin rồi, có 2% rồi. Chắc là video đến đây là kết thúc rồi. Đủ bình để sạc hiện trí phong rồi. Hẹn gặp các bạn video sau nha. Anh em vẫn đang bóc các bạn, bóc lâu lắm. Mười mấy tấn bóc lâu. Bình thì hết rồi, này sạc trí phong hết rồi các bạn. Bye bye. Hẹn gặp các bạn video sau.